đã. Xin chào các bạn, mình là Đinh Công Tú. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn mới này. Các bạn nhớ để cập nhật liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì để tạo thêm động lực cho mình ra nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì các bạn hãy nhấn cái nút like và nút chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái bài nhạc phim Trung Quốc, bài Sơ Kiến. Bài này thì khá hay và rất dễ. Một số bạn yêu cầu mình lâu lắm rồi nhưng mình quên mất. Hôm nay mình nhớ ra. Rồi đây mình đổi góc máy quay nhá. Rồi cái bài này thì mình ngẫu hứng chơi lại theo đúng với cái tinh thần của ca sĩ hát, ở dạng đơn giản nhất để cho những bạn mới chơi, các bạn mất ít thời gian nhất và chơi nó một cách nhanh nhất nhá. Bài này thì ca sĩ hát ở giọng son thứ. Các bạn nhớ cho mình, son thứ là loại giọng có hai dấu dáng, si dáng này và mi dáng. Tức nghĩa là gặp hai cái nốt này thì bạn phải đánh dáng xuống cho mình nhá. Rồi bây giờ sẽ vào phần intro luôn nhá. Chậm này. Câu 1 phần intro này. Si si la la si si đập. Đô la si si la la si si. Đấy, câu 1 chia làm hai cái motif nhỏ như vậy. Tay trái thì gồm như hợp nào? Đầu tiên sẽ là son thứ, son re son, đến pha trưởng, fa do fa. Đấy, xong lại về son. Tiếp tục mi dáng trưởng sẽ là mi dáng, si dáng, mi dáng, pha trưởng, xong về son thứ. Đấy, được chưa các bạn? Đấy là toàn bộ câu 1 rồi, ghép nhé. Si si la la si si. Đấy, đô đô la si là chuyển xuống mi dáng. Đô la si si la la si. Đấy, được chưa các bạn? Rồi tiếp câu 2 này. Re fa si son fa re, xin lỗi, re fa si son fa. Cái gì nhỉ, tự nhiên mình quên nhỉ. Re fa si son fa son la son fa do re re. Re fa son la si la son fa son. Đấy là câu 2 nhé. Re fa si son. Tay trái sẽ là vẫn những hợp âm đấy thôi. Mi dáng trưởng, xong đến pha trưởng, xong về son thứ. Đấy, đấy. Thêm cái này vào. Đấy. Mi dáng trưởng, pha trưởng. Đấy, được chưa các bạn? Chậm chỗ này nhé, lại này. Mi dáng trưởng, pha trưởng, son thứ. Đấy. Re fa son là mi dáng trưởng. Đấy, được chưa? Rồi, xong phần intro, bây giờ vào câu 1, đoạn 1 trước nhé. Chậm này. Chậm nhé. Do a son do re. Son re fa mi fa mi re do do re son. A son fa son re. Đánh lại chậm nhất này. Son do re hai ba. Son re fa mi fa mi re do. Nhớ chỗ này lấy cho mình nhé. Mi fa mi re do. Đấy. Son do re hai ba. Son re fa đập mi fa mi re do. Do re son đập la à, do re son đập fa son re. Xin lỗi, đánh chậm lại nhé. 2 3. Do re son fa son re. Có hai luôn. Son do re ba, son do re hai
đập son do re fa son fa mi re re fa son la si la fa son. Đấy, xong hai câu đầu rồi. Thế trái như nào đây? Đầu tiên sẽ là son thứ này, son do re. Đấy, son thứ đấy, son re son la si. Xong đến đô trưởng, đô son đô re mi. Chưa các bạn? Xong đến mi giáng trưởng, mi giáng si giáng mi giáng. Xong pha trưởng. Xong về son trưởng. À xin lỗi, son thứ. Đấy chính là cái vòng nhá. Rồi mình đánh chậm này. Đấy. Đấy, chậm nhá. Xin lỗi, dưới này nhưng mà trên này, các bạn không nhìn thấy, mình phải đánh trên đây. Đây. Chuyển mi giáng trưởng. Xin lỗi. Chuyển pha. Nó hơi chật tay, các bạn lưu ý cái vòng cho mình nhé, để mình đánh dưới này cho thoải mái. Tại vì mình cái góc máy quay nó bị hạn chế nên mình cứ phải cho hai tay gần nhau. Nó dưới này nhé. Rồi, chậm nhé. Son. Đấy. Mi giáng trưởng, pha, son. Đấy, nhắc lại, đôi có câu 2, giống hệt. Mi giáng trưởng, đến pha. Đấy, được chưa các bạn? Rồi, sang đoạn 2 luôn nhé. Son, fa, son, la, son, fa, do, re, re. Re, fa, son, la, si, la, son, fa, re. Re, fa, son, re, do, fa, do, si, la, fa, son. Do, re, son, do, re, son, fa, son. Đấy là câu 2. Mình đánh chậm lại nhé. Son fa son la son fa do re 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 fa son. À xin lỗi, tự nhiên lại quên nhỉ, lại nha này. À chỗ này có lấy này. Son đập fa son la son la son fa do re 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 fa son si do si la fa. Đấy. Re fa son re do fa do si la fa son do re son fa son. Đấy, giờ mình đánh chậm nhé. Tay trái vẫn là những hồ âm đấy thôi, mi giáng trưởng này, xong đến pha trưởng, son thứ, xong lại mi giáng trưởng, xong lại pha trưởng, xong lại về son thứ nhá. Ở tại nhá này, pha. Lại nhé này. Lên pha trước. Đấy. Lại mi giáng trưởng. Lại chỗ này này. Si do si la fa lại son. Đấy. Re fa son re do. À chỗ này phát sinh thêm một âm mới nhé. Vẫn là mi giáng này, xong đến pha trưởng và thêm một âm re thứ. Re la re, xong về son thứ. Xong lại về mi giáng trưởng, pha trưởng và kết thúc của son thứ nhé nhá. Đấy. Re fa son re do fa fa do si la là re. Đấy. La si la fa son là lên sơn. Đấy. Son do re son do re son fa son. Mình đánh lại như này nhá. Chậm này. Điều khúc này nó giống cái nét đấy thôi. Do re son trên quãng này nhá, các bạn đánh trên này hoặc là dưới đây cũng được, nhưng trên quãng này sẽ hay hơn. Mình đánh dưới đây cho dễ nhìn nhá. Do re son do đây chạm nhá. Do re son do do re son
cao trào này. Do re son, do re son fa son re. 2 3. Do re son fa son do fa son si do re re. Được chưa? Câu 2 này. Re re fa son fa do do fa si do do fa la si son do re son do re son fa son. Đấy, chỉ thế thôi. Được chưa các bạn? Rồi mình đánh ghép thật chậm nhé. Tay trái thì vẫn là những khẩu âm đấy, vẫn là mi giáng trưởng này, xong đến pha này. Đấy, tí nữa có thêm rê thứ và bê son. Đấy, có thêm si giáng trưởng là si giáng pha si giáng. Đấy, các bạn nhớ những khẩu đấy nhá. Giờ mình đánh chậm này. Đấy. Do re son thêm do re son pha son rê lên mi giáng trưởng. Do re son pha pha son si do re re. Chỗ này là si giáng pha. Đấy. Do re re. Đấy, tiếp nhá. Re mi re pha son. Ở đây các bạn không nhìn thấy thì mình chọn đây nhá. Re pha son pha si xin lỗi do do pha la si son. Nhớ chỗ này là re xong lên son. Do do pha la si son pha son pha son pha son si son pha son. Đấy, được chưa các bạn? Rồi, rất là dễ, như thế thôi nhá. Chúc các bạn tập tốt. Chào các bạn.